đâu cần ai đón gì đâu, mình đâu cần danh hay đâu cần gì vinh quang gì đâu, chỉ cần đi về bển, cái công ty này sẽ tặng cho nước Việt. Cái công ty này gần 1 tỷ á, sẽ tặng cho nước Việt, là tại công ty này nó dính vô Intel, nó dính vô đó. Mà nếu mà công ty này mà không tặng cho nước Việt, những thằng đó nó không có theo, thì sau này thôi sẽ tặng. Thì từ đó nước Việt tự nhiên có khai thác vô lẹ lắm. Nó làm thiệt á, mấy đứa con nó quản ổn, nó bây giờ ba cho nước Việt Nam nguyên cái hãng vậy. Ủa thì ba đâu có nghĩ gì đời này của ba nữa đâu, cái hãng này gần 1 tỷ đô á, nó nhiều building lắm, nhưng mà nó ăn chung với hệ thống. Cái là mình muốn cho thằng Mỹ mình mà quỳ với nước Việt á, là cái hãng này phải về. Thế giới mà muốn muốn làm con di mạch á, là cái hãng này phải phải riêng. Cái ownership nó quan trọng lắm. Cá nhân khác, quốc gia khác. Mà nếu quốc gia mà ôm cái công ty này á, là cả thế giới hoảng hồn, là nó cũng chạy theo luôn. Đường đó là lẹ nhất. Suy nghĩ ra vậy không biết trúng chặt. Mà này mình nó suy nghĩ thôi, phải hỏi ở trên nữa. Này nó đang làm cho Intel. Intel bỏ 100 tỷ ở Mỹ này mở mấy cái di mạch. TSMC là hãng Đài Loan, nó mở ra 40-50 tỷ đây. Tại nó sợ mà khi Trung Cộng á, mà tấn công Đài Loan á, là cả thế giới này, cả chiếc xe hơi, cả computer, cả đồ gia dụng đều là xài con chip. Thì con chip đang làm phía sau lưng cái hãng này nè, nó làm những cái đó, cái này toàn là những cái máy làm chip cho mấy thằng điện thoại iPhone với Samsung đó. Hãng em á hả? Hãng này là một trong những hãng của em thôi, hãng em nằm ở đằng kia nữa, nó đang hoạt động, có người sao đang làm hết. Tại nó mới, tại vì mới bỏ vô đây 20 triệu, tại vì ở bên kia máy đầy hết rồi, chạy ầm ầm bển, rồi giờ nó kêu mở rộng để mà cho kịp thì mình expand cái gì đó. Những bình thường để mình lấy tiền để mình sinh hoạt chứ đâu phải là một ngày nó làm 1 triệu á. Ừ, cái này mình đang nói đạo, còn cái chuyện làm á thì con đã về hưu rồi, giao lại cho thằng con nó là President CEO với Yahoo gần 5 tháng 5 rồi, từ lúc mua Thiên Long Sơn á, giao lại hết cho 500 người làm. Thì thằng con nó là nó đang là President and CEO, nó không có liên quan vậy, nhưng mà chỉ có liên quan là muốn lấy tiền nhiều cứ việc lấy. Tại cả đời lập nó ra lúc 10.000 đô năm 1993, tới hôm nay đường tỷ, tức là những cái máy, những cái building này phụ trợ ốp hết đúng không? Ít nhiều mà không lấy tiền rent á, lấy cái cũng 50.000. Cái chùa ở bên kia 18 triệu, à, thì nó xài khúc đầu mà khúc sau á, mà là nó cũng để ba cái đầu kho của tụi nó, mình lấy tiền rent cũng 40-50.000 tháng mà mình không, nó là mừng rồi. Chị ở đây hả? Em đây nhưng mà em đâu có nổ như mấy thằng đại gia Nhưng mà chảnh. hiện thời là chủ việc mình được mấy chỗ chùa để phương tiện cho những người họ đến để tu tập này tâm. Có chùa 18 triệu, có ba ông thầy. Mỗi một sáng thời Khung Vô Phi là 5 giờ rưỡi sáng, không ông nào thức dậy đọc kinh hết. 18 triệu. Có nhiều người nói sao anh không mua cái nhà 2 phòng 3 phòng cỡ 1 triệu anh về mấy ổng về. Nó không phải, tao mắt tao không có nhìn mấy ông đó, mắt tao nhìn cái triệu mấy ông ma đang bển, nó cờ nó tu đó quen rồi, về họ đi tội nghiệp. Em thương người thường cũng như thương ma vậy đó, ma nó bạn em mà. Cho nên nể là nể mấy ông ma, chứ mấy ông đó là nhầm gì. Ma tăng chỉ là đi du học qua Mỹ theo viện của ông Kim Sơn bảo lãnh qua ở đây thôi, không ông nào biết đọc kinh hết. Ngủ với điện thoại,
Tại cái chùa đó em không có là chủ nữa, em giao cho mấy Phật tử lo. Còn mấy Phật tử tu cà gù cà gật bị mấy ông thầy đó dụ để vô đó ở thì đó là phần của cái ban ban ở bển. Đó là chuyện của chị Liễu Nghiêm, chuyện của bà Má Mi, em giao bển không có đụng bển. Đó là họ không có tầm nhìn. Còn cái tầm nhìn của em á là mấy ông đó không thể là nó tu là có nghề một. Giống như chị nghề vũ móng neo, chị biết vũ móng neo. Còn tu có nghề một từ sáng tới tối 365 ngày năm này qua năm nọ. Cuốn kinh có mấy trang thôi mà không thuộc. Mà cũng không làm đọc nữa, vậy nghề gì? Nghề không hả? Nghề mặc áo, xin tiền à? Em không phải là xỉa xói nhưng mà em nói thật, suy nghĩ đi. Còn thí dụ mình quá trời nhiều nghề, em là muôn trùng nghề. Hồi xưa em làm cái hãng này là thơ ký cũng là em, mua hàng cũng là em, giao hàng cũng là em, kỹ sư design cũng là em, rồi thợ đổ xi măng cũng là em, thợ điện cũng em. Tất cả nghề là mặt đời. Còn hiện giờ nghề gì nữa? Nghề xây núi, nghề cái này không phải không biết nghề không nha. Trên nhiều chuyện lắm. Còn mấy ổng chỉ có 5 giờ sáng đọc cuốn kinh mỏng vậy phải không? Thập chú Lăng Nghiêm mà không nào thuộc. Là mấy ổng nghề gì? Vậy đi bộ ngang đường này nè, đi sau lưng cái building này tới rồi. Em đụng vô em bị chửi, tại cái Phật tử ở đây nó lì lắm, nó chửi em 4-5 năm nay. Không cần biết ông thầy nệm gói chăn em là em bị chửi. Ông nào mà rời khỏi chùa là bị chửi. Hồi xưa thầy ông Lai rời khỏi chùa em cũng bị chửi. Nên là không có đụng vô, ai muốn làm thì đó làm. Ok. Dạ, tại có ai chở đi không? Em nãy giờ đợi. Ok, có ai trong nhóm trong núi chở đi. Chứ còn đi mình đâu đi được. Tại có nhóm trong núi mà lỡ thằng Ranger ở ngoài đầu đường nó chặn lại á thì mình có người mình trả lời phải không? Ok. Dạ, cảm ơn. Dạ. Con đọc coi có ai hỏi gì nữa không? Rồi cũng mệt rồi. Giờ chỉ trả lời là khỏe nhất, hỏi bác nghĩ ra ý kiến gì hết. Nha chị. Ở này hai bà con. Dạ. Yeah. Ok, xin phép thì đi lên núi. Yeah. Là cha mẹ xong rồi trở về ngày mai sáng sẽ đến. Dạ dạ dạ. Dạ cứ tự nhiên. Dạ. Cảm ơn quý vị. Dạ dạ, chào chào mấy chị. Câu hỏi có cái máy trà cội âm IMF có chính xác không? Có. Tại vì cõi âm với mình ngồi thiền mấy vụ mà energy rồi đó là nó có cái máy đó, nó đo được cái hào quang đó, hiện giờ có đó. Thì họ cũng có cái tầng trường âm á, thì mấy cái máy nó đo chính xác là đúng á. Nhưng mà mấy người tu như mình khỏi cần máy, đi tới đâu là biết nó có hay không rồi. Người thiền với chị bệnh cao máu, mỡ, đường, luôn bệnh gan nữa. Bệnh yêu cũng chị luôn. Thằng nào mà yêu nhiều quá, ngồi thiền cũng chị. Nó là chị bệnh yêu, bệnh gan, cao máu, thất tình, bệnh tham, bệnh nhậu chị luôn. Mấy thằng xì ke nó không bao giờ bỏ được, nhưng mà nó ngồi thiền á, nó bỏ xì ke được. Tại khi ngồi thiền á, ở sau lưng mình á, sau cái đầu mỏ ác á, nó tiết ra cái chất gọi là aphenia gì đó, cái chất mà phê phê sướng sướng giống như hút cần sa, hút xì ke vậy đó. Ngồi thiền nó cũng tiết ra cái chất đó.
Cho nên khi ngồi thiền là không cần hút thuốc, bỏ hút thuốc luôn. Trời, Phật là bát y dương mà. Sư phụ mà không ngồi thiền á, thôi chắc đủ bệnh. Nên mỗi ngày uống thuốc nửa tiếng là chắc ăn. Khỏi uống thuốc đường mỡ tiểu đường nha, cao máu gì chứ. Cứ mỗi ngày cứ nửa tiếng. Thuốc đó là rẻ tiền, không cần phải mua. Câu hỏi là làm sao biết mình đã ngồi thiền đúng cách hay không? Như là Phật. Ok. Đây các bạn, để đây quầy đây. Rồi đây ông ta, ngay ông ta. Đây, rồi. Ok, để chân lên đây. Quan trọng nhất là thả lỏng người ra. Bán ta mùi. Ngồi thẳng cái lưng lên, lấy mắt, lấy cái chán, nhìn lỗ mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn rúng. Cho chụp cái hình cái tay, chạy cái cái khi okay. Đó, dạ xin lỗi. Ok, mình lấy mắt thứ ba nhìn lỗ mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn rúng. Cứ thế mà làm 15 phút mỗi ngày, nửa tiếng mỗi ngày, mấy đại gia, mấy đại ca đồ á đang công việc lo đốt lò đốt củi vậy đó cũng làm ơn bỏ nửa tiếng ngồi. Nhiều khi mấy ông bỏ nửa tiếng á mà mấy ông khỏi phải đi đốt đống củi, đốt đống củi nó mệt hơn ngồi thiền. Củi cột trụ của nước Việt không à. Ông bầu rồi không khỏi cần phải, chỉ cần ngồi thiền thôi là từ bi hỷ xả hết, không giận ai hết. Thì nếu mà mấy ông mà ngồi thiền là mấy ông đâu có bắt bà Trương Mỹ Hoa làm gì. Thẳng lên, thở ra, cứ thế mà làm, hít vô thở ra. Rồi mình cứ quán chiếu. Mình quán hồi sáng 7 giờ mình làm gì ta? Thức dậy chà răng. 8 giờ làm gì? Đi chỗ kia. 9 giờ làm gì? 10 giờ gây lộn ai? Khi mình nhớ từng giờ mình quán cái đó đó, thì đến những cái chuyện mình làm sai đó mình cũng sửa nữa. 11 giờ mình tính gì? 11 giờ mình tính kéo đám công an tới gõ cửa nhà bà Trương Mỹ Hoa. Thì cái mình ngồi thiền cái mình khựng lại, mình không gõ. Thôi gõ không còn nghiệp người ta. Quán gà quán sao không. Đó thì cái đó là quan trọng. Cho nên mấy đại ca mà chịu ngồi ngày nửa tiếng giùm em đi, mấy đại ca sẽ thành Phật á. Cứ thế mà làm. Người cái tại sao bắt bao đồng lửa làm gì, phải làm từ thiện mà. Mình ngồi mình quán cái tự nhiên mình đã bả. Đó là ngồi thiền vậy. Nó sẽ không có bị gì hết. Chị bệnh đủ bệnh. Đây. Mười lăm phút đầu nhắm mắt, 15 phút sau mở hí hí để kiếm nắm đậu đỏ, đậu đen với đậu trắng bỏ ngay trước mặt mình, hay lại có cái tấm tiền in xuống vẽ chữ khổ, cứ nhìn vô đó, nhìn đến khi nào mà cái hộp đậu đen hoặc hộp đậu trắng á nó nở ra bự bự lớn này nè, cũng giống như nãy đứa nào nói lần lần á thì giống như người bự á, thì lúc đó mình đã vô định rồi. Hơi sơ thiền. Thì lúc đầu thì 15 phút nhắm. Lúc sau mở giấy nha. Đừng có mở chằn quạt lên. Thế mà làm. Hả? Con nhìn thấy nó chèn chấp mà blue nó nhảy là đúng. Tại nãy còn có bấm cái màu đỏ không? Đừng có bấm cái đỏ nút đỏ. Nó đang chạy mà. Cầm dưới này thôi, đừng có cầm cái nút đỏ này. Có người sư phụ nói về Reiki. Reiki là cái pháp chữa bệnh mà bằng hào quang.
không phải là thầy, kiếm anh thúc NG gì đó, sư phụ chỉ đưa người thoát luân hồi sanh tử, cho cái tên họ thiên đưa cuốn kinh biểu ngồi thiền, chứ còn energy là của vẫn còn lần quần thế gian, vẫn còn ở dưới cõi này. Cho nên kiếm mấy thầy nào thích nổi tiếng hay là tụ tập đông đảo rồi kiểu Lý Hồng Chí rồi, kiếm mấy ông đó vô chỉ cái là về trời luôn, không có tái sanh nữa. 12 giới luật, cuốn kinh thiên tâm, dấu hiệu thiên tâm, ngồi thiền là để mỗi ngày mình có căn bản để sống. Xong nhiêu đó là đủ bộ rồi, hiểu không? Trời ơi, cầm nghe mà chỉ em nói chi. Sư phụ nói về quả địa cầu từ 1 đến 6 chứ. Ai hỏi mấy câu. Hỏi mấy cái đó nó không có thực tế. Cái chuyện chết trước mắt này không hỏi, hỏi mấy cái chuyện đó. Cả ông Đê Vinh siêu cỡ nào nữa cũng sai. Gì con? Hồ nói hoài. Bò vàng giờ thành bò trắng có sao không? Đổi cái áo thôi, dục đóng áo đốt, mang mớ áo mới lại đổi màu, gọi là biến chất mà. Chứ giờ con nghĩ nước Việt á, mấy triệu người đang nắm chức vụ, cái rầm một con kiếm đâu mấy triệu người mà hiểu về cái ngành nghề của họ đang làm. Cái gì cũng phải từ từ, bởi vì Phật mới nói mình gọi là không có trả thù là vậy. Biến chất chứ đâu phải là đốt nhà đâu. Đâu có xe tăng ủi sập cổng Vinh Độc Lập. Nhưng mà nói cái này mấy thằng chống cổng này nó ghét luôn. Không có hiểu thiên cơ. Biến chất, biến chất. Tức là màu vàng đổi thành màu trắng trong cảnh sát. Rồi quân đội hiện giờ đang màu gì ta? Màu lá cây phải không? Nó cây giống giờ một một tướng của Việt Cộng với một tướng của ông đứng nhau, hai ông mắt hí hết, bảo đảm mình biết ông nào là nước nào luôn á. Trời, giống nhau quá. Thôi giờ mình bắt chước Mỹ nha. Tướng của Mỹ mặc đồ sang không? Tướng Mỹ mặc đồ gì ta? Đó thì mình nói vậy đi. Tướng Mỹ. Nhưng mà cái đó đó mấy ông á phải kiếm. Nhưng mà những người đó phải những người thuận thiên kìa, người nghịch thiên là không biết à. Đã nói rồi, cơ trời đi hàng nghìn năm, cái con người của mình á nó y như là một đám heo vậy đó, đám gà đi, heo hơi nặng nha. Bữa nay nói nặng lời quá. Đám gà, gà vô tư hơn heo phải không? Chạy lăn trong chuồng. Mấy ông công an này cũng vậy thôi à. Mình là gà, ổng cũng là gà thôi. Vì sư phụ nói sư phụ là con gà cũng là đang ở trong chuồng nè. Tức là mà mang thân người là gà đúng không? Thì mấy ông cũng là gà thôi à. Cha mẹ là giống như là đang coi coi mấy con gà nào, con nào mà điên, con nào hăng máu, bắt nó bỏ riêng, hay là cho mà lên làm gà quay hay gà sói mỡ. Thì là ý như vậy. Chứ đừng có ngồi mà cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe. Nếu mà đẩy xe được 2 năm trước, nước Việt những người giàu đâu có bị bắt dễ dàng vậy. Nếu trước tháng 2 ngày 24, Putin là người giàu nhất hành tinh này đúng không? Mà hôm nay tàn tạ nhất hành tinh này đúng không? 10 năm trước, 5 năm trước, Trung Cộng ai cũng mắc nợ đường tơ lụa. Hôm nay đói gách, sắp sửa te tưa, đúng không? Thì mình nhìn đi. Cái đó còn cãi với trời nữa cũng biết làm sao nói. Cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe. Cái gì mấy cơ trận gì? Cái gì mấy đưa. Mà có nhiều người người ta không có hiểu tâm linh. Có nghĩa là họ là tam vô, vô thần, tức là họ không có tin tâm linh rồi.
Trung Cộng nó đập chùa, đập nhà thờ, tức là không có tin Phật. Vô thành, vô tổ quốc, vô gia, tức là không có tổ quốc, chỉ là biết cát mát thôi. À, không có gia đình, cũng như bác Trường Chinh mình á, là lấy xe máy cài cài cái đầu của mẹ mình đứt chơi vậy đó, đúng không? À, thì cho nên là bây giờ mà Phật Thánh Tiên có xuống, có mang thân phàm mà ngồi nói chuyện, họ cũng không nghe, họ nói thằng khùng. Khùng hay không á, họ đột tử rầm 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 á, chết thành con ma, xuống địa ngục cũng vẫn nói kiệt khùng nữa. Ừ, nói đi. Tôi khùng, tôi lấy 1 tỷ, tôi đi chơi, tôi sướng, tôi ngồi đây, tôi nói gì nãy cũng khô cổ. Những cái clip này lưu truyền nghìn năm á. Cái gì? Thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba hả? Con chỉ biết được mấy vị nói sẽ có một ngày thầy sẽ xuất hiện, nhưng mà ngày thầy xuất hiện biết, nhưng mà con chỉ biết là trăng đó. Trăng này chắc là Tết năm nay. Người nói đưa microphone di động cho tai nói vậy đó. Cầm cái microphone nó đừng có cầm ngay cái nút đỏ, nút đỏ. Những người mà làm nghề chăn nuôi sát sanh thì chết linh hồn sẽ ra sao? Chăn nuôi nuôi cái gì? Chăn nuôi chung, nuôi gà, nuôi heo. Thì ví dụ vừa nuôi trâu, vừa nuôi gà, vừa nuôi heo thì 10 kiếp làm trâu, 10 kiếp làm heo, 10 kiếp làm gà, 30 kiếp. Thì cái tuổi thọ của con trâu nhiêu thì mình tính đi. Thì sau đầu mới không, trước đó là xuống địa ngục. Địa ngục bị ẹt đủ kiểu ẹt hết á. Là chết cả ngàn lần, người xuống địa ngục chết một lần là có phước. Sợ chết ngàn lần á, đau cũng y chang như mình á. Đau cũng như người đời mình, tại cái tri thức, cái cảm giác nó giống như vậy. Thì chết, cái xác đâu phải như xác mình đâu, chết bằng cái chân linh đó. Khi chết nằm đó, cái thân hình mình bị cưa làm hai, đứt. Rồi xong cái ông Phật Địa Tạng đó, ông thổi gió xảo phong, ai cũng ngồi vậy đứng dậy. Đứng dậy tưởng đâu sống tiếp. Thấy có con quỷ từ xa chạy tới nuốt vô bụng. Rồi nuốt vô nó nhai cho đã, rồi cái chết tiếp. Xong nó phù ra ngoài. Sao mấy ngày Địa Tạng thổi với sẽ vòng sống lại. Sống lại cái rồi đi nữa. Quản hồn tháng đóng cột đồng. Bắt vô, tệ tự động nó hít vô hết. Tại cái này ngoại tình quá mà. Hít vô cột đồng cháy xèo xèo nóng quá là hét cơm sùm. Cái ngày Địa Tạng thấy tội nghiệp sống lại. Cái đầu đi tới cái cầu. Con đóng cái xấu dưới con kia sẽ y như là ông mình biết sợ, để cho nó record lên những cái khủng khiếp đó. Là khi mình vô cái bụng mẹ rèn luyện ngục phải không? Ở bên kia dùng danh từ hay lắm, nó nói địa ngục đi không, luyện ngục có đạo không con? À, tôi đạo Phật. Ô vậy là không có đạo. Thế là họ dùng danh từ không, là luyện khỉ, địa ngục và tức là địa đi. Ừ. Kiểu như vậy. Thì cứ thế mà chết cả nghìn lần. Mình làm bao nhiêu tội mình chết nghìn lần.
Thì xong lúc đó mới đầu thai lên đó, mấy con thú mà họ nuôi á. À, tức là loại nào họ nuôi họ đầu thai lại y chang vậy. Cho nên lúc mà có một lần năm 2014-15 hụ về Việt Nam, hụ ăn ở ngoài bờ đê, nghe khoảng 500-600 con vịt hẻn nó bu vòng vòng ở dưới có mấy cái ao, cái nó ghĩa mấy con tép. Cái lúc đó tự nhiên nghe để thẳng lưng lên, đọc kinh môi ra và đọc kinh chú giảng sanh, vừa đứng lên tiếng hồ 500 con vịt nó quẹo quẹo chết hết. Cái lúc đó ông vịt hãng, ông cũng chủ vịt đó, ông không biết gì. Cái ông qua ông nói với nhỏ em, nói vịt tôi làm sao chết nó không biết, nãy anh tôi ngồi đây cái nó bu nó ăn bình thường. Thì lúc đó mấy vị thần mới nói á, là khi mà kiệt đọc chú giảng sanh là cái chúng sanh á, mỗi chúng sanh đầu thai thành vịt nha, mỗi một người đó thì là họ có phước, thì họ được xả cái thân làm thú rồi, họ sẽ tiến lên làm người. Tức là mấy con vịt đó nó có phước á, là hôm đó thôi. Tức là mình ở Mỹ từ ngày đó tới ngày hôm nay là như mười mấy, gần người ta 8-9 năm rồi, không có về Việt Nam nữa. Và vật hy hữu mới gặp được mấy con vịt thì 500 con đó được độ, nó bỏ cái xác đó nó đi đầu thai làm người. Có loài người mình là thuộc loài lì lợm nhất, không có biết sợ là gì. Chứ tất cả loài thú, cả cái cây này á, nó cũng có cái chân linh của nó. Con chim, con mèo khi mình tới gần nó cũng biết bay. Cái con người á là loài lì nhất thiệt á, thụ nó không phải là mình chết mình đâu à. À, chết trước mắt, hiện giờ chết trước mắt. Phật Thánh Tiên hạ phàm nói chuyện cũng chơi chơ, cũng lì lợm, cũng hung dữ, cũng chửi. Mà có những người đã biết đạo Phật, đã biết sợ chết, nhưng mà được bao nhiêu ngày, họ nhớ được bao nhiêu ngày. Cái nhớ lâu mới là quan trọng, và cái biết chừa mới là quan trọng. Chứ không phải sợ cái rồi cái hồi không chừa. Là loại thuyền mà nó nhiều cái nước đục quá đó, nó không có chứa được những cái nước sạch. Thì con người mình là loại không có tỉnh thức. Còn con kiến, con chó, dù đó động đất hay là con này con kia con chim, khi mà có thiên tai địa chấn á, là mấy con đó nó phát hiện trước. Chỉ có người mình á là không hiểu lý do gì nha, mà lì lợm nhất. Nói hơi nặng á. Mệt rồi, là biến nói chuyện. Thế thì hỏi trả lời cho khỏe đi, suy nghĩ mệt quá. Để nói từ sáng tới giờ, 12 giờ, 5 tiếng mấy. Sao? Một người mà đã tạo quá nhiều nghiệp giết sát sanh nhiều quá đó, họ sẽ bị những cái bệnh gọi là chết yểu, đột tử sớm. Còn mà lên trên núi mà có một hai lần cũng chưa đủ nữa.
Tại vì cái lại giải thích mình giống như cái tấm bảng vậy, tờ giấy trắng vậy đó, nó viết nhiều cái chữ ác, nhiều quá, nó nhuộm bằng tay máu đỏ trà đầy hết, chỉ muốn tẩy ngàn buổi phải có nhiều thời gian lắm, như dấu xăm mình vậy đó, dấu xăm mình vô đây nhiều quá. Người không có xăm có nghĩa là người không có làm tội á, mà lên đó một hai lần sám hối thì được, nếu còn mà nhiều quá đó, cái tâm họ vẫn còn gọi là sát khí trong người đằng đằng, cũng phải thách tham dữ lắm. Nghe giống như giờ bị lóng phèn nặng quá, mới lên phố tắm ngay đầu với chân vẫn còn dính phèn, anh nhất cũng cả năm từ từ nó mới trắng trẻo qua chứ, cái kiểu nó như vậy. Cái gì? Đó, chỉ có dòng theo á, âm dương không có hòa hợp. Muốn cái đó phải là nói thường xuyên, ói cho cứ ói đã đi. Tại vì con người của mình á, nó có khí dương và khí âm trọng. Mà hai cái nó không có hòa hợp á, nó cũng giống như bệnh otico vậy đó, bị say sẩm chóng mặt vậy đó. Thì là do hai cái thể chất, cái lửa trong người, lửa âm lửa dương, nghĩa là giống như mình ăn đậu phộng nhiều quá, gọi là âm, đồ ăn nó có âm dương nghe, mình ăn chớn là dương, nghĩa là mình phải cân bằng cân bằng. Còn mình dương không mình cũng ói, âm không mình cũng ợ, thì phải cân bằng đồ ăn. Rau cải là chắc ăn, ví dụ như như thịt bò là dương phải không, steak. Rồi thịt gì ta, nó có đó, nó có âm dương, ăn thua đoạn trong người mình. Nhưng mà cái đơn giản nhất, mình biết là cơ thể mình có điều hòa hai khí chất đó hay không. Mỗi sáng sớm, ngồi nhìn mặt trời, chưởng ra, nhận công, tức là trượt ma, nó cũng là luồng khói, nó cũng như hút thuốc vậy, vô phổi. Thì mình hồi nãy dạy thiền đúng không, cứ để tay nè, bắt ấn rồi không, dẫn lên, kéo lên, mình kéo cái hơi lên, mình chưởng ra một cái, tức là cho cơ hội nó ra, chứ mình đừng có nhốt cái trượt trong người mình làm gì. Thì người nào mà có ma theo, có âm theo á, từ từ á cũng sẽ khỏe lại. Nhưng mà về hướng mặt trời buổi sáng á, cứ làm thế mà làm, là đó là một trong những cách mà trị bệnh âm á. Mới làm thầy nữa hả bà? Dạ. Dạ, xin cho hỏi em, tại sao mà cái cõi âm đó, ngay cả tiên Phật gì đó, mà cái cõi vô hình đó, nó nói chung như vậy, tại sao họ có thể dùng cái vật chất như thử là cái núi để mà họ ở đó, không phải là họ là vô hình, họ ở chỗ nào cũng được sao? Chẳng hạn tại sao mà mình thấy ma là nó ở cái cây là thấy giống nhánh cây này, cái nhánh cây này á nó nhỏ xíu như vậy, nó có thể ở 1.000 con ma được. Có những cái cây bự thì hồi là quá sang rồi, cho nên khi mình đốn cây á, mà cây ở đó là có biết bao nhiêu dòng mình ở trọng, nó chỉ cần biến nhỏ xíu thôi. Cho nên trong chùa một cái chánh điện của mình, mình ngồi chỉ có 10 người đọc kinh, nhưng mà thật sự ma trong đó là hàng triệu, cũng không có trốn chỗ nữa. Bây giờ chị lấy 1 triệu cái bóng đèn, chị pha một cái diện tích, chị chiếu xuống một cái diện tích nhỏ đây thôi, 1 mét vuông thôi, 1 triệu bóng đèn dẫn xuống, nó có bóng thôi mà, bóng này chồng bóng kia đúng không. Con ma nó có thể núp trong một cái chút bóng cây này, nó biến nhỏ lại. Cho nên tại sao nó vô cơ thể mình được á, dễ dàng vô lỗ tai, vô bàn tay. Tại sao chẳng hạn như là nó vô nhánh cây đó mà nó không có vô nhánh cây khác,
cũng giống như bảy con ma trong này. Tại sao mấy cái nhà đồ ở đằng kia nó xây mới không vô ở? Tự vì nhiều khi bạn nó hay đi chép, rồi cái nó kéo về nó ở đây quen rồi. Con ma nó dễ thích ứng lắm, nó không giống như con người của mình, nó cũng dễ thích ứng lắm. Khi qua cõi kia lúc đầu mình bị sốc, cái gì ai cũng mình cũng mất hết, mình không có ai để ý với mình. Nhưng mà biết rồi mình sống cõi đó nó không có đồng hồ, cho nên ma qua quỷ nó sợ nhất là cái đồng hồ, mà đồng hồ loại có số đó, nghe có kim chạy, nó không có thích nhìn cái đó. Cho nên nhà trong phòng ai mà để cái đồng hồ mà có số á là cũng là một cách trị ma. Như để con đèn ngủ màu đỏ, con ma nó không thích con đèn ngủ màu đỏ. Cái đồng hồ mà có số chứ không phải đồng hồ kiểu điện tử mình. Mỗi lần nhìn nó bị sốc. Tại mình thì mình theo đồng hồ, còn họ là không có thời gian. Cho nên nhiều lúc nó sống ở cõi dương gian mình ở 500 năm, 1000 năm nó cảm thấy giống như mới thôi. Muốn luyện cái đó không? Kinh có nói là nhất là cái nhà thổ cấp giết thuốc vật nè, tội thứ nhì là mua bán thuốc vật, tội thứ ba là mua tội lớn nhất đó thưa quý vị. Thành ra rồi tất cả những quanh lộn hoài, tại sao có người nghèo người già bổ giết thuốc vật là nhất